xem xét tước danh hiệu Hoa Khôi sinh viên xưng luật sư đánh người. Liên quan vụ việc nữ sinh xưng tao là luật sư và hành hung người khác, đại diện trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh UEF cho hay, trường đang chờ kết quả luật từ cơ quan chức năng và đồng thời đang xem xét yếu tố danh hiệu của sinh viên. Nữ sinh viên xưng là luật sư hành hung cô gái ở sảnh chung cư quận Bình Thạnh là Quy, có thể là Hoa Khôi UEF 2019. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 3 tháng 12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh hai người phụ nữ bước ra từ thang máy chung cư, một nhóm người đợi sẵn ở sảnh rồi xông tới hành hung. Trong nhóm này, chủ yếu là cặp nam nữ lao vào hành hung nạn nhân mặc áo vàng. Người đàn ông đã nắm tóc, dùng chân đá và kéo lên nạn nhân trước sảnh chung cư, còn nữ sinh đi cùng cũng có những hành động tương tự. Bước đầu xác định, vụ việc xảy ra vào 11h30 ngày 19 tháng 11 tại chung cư LB ở phường 25 quận Bình Thạnh. Lực lượng công an quận Bình Thạnh cùng phường 25 phối hợp xác minh vụ việc. Sau vụ việc xảy ra, xuất hiện thông tin cho rằng đây là sinh viên trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sinh viên này từng đăng quang cuộc thi Hoa Khôi sinh viên UEF vào năm 2019.